Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2 mét, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2 mét, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Một, chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2 mét, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. Một, chịu khó đừng đi chơi.